Mẹ cứ đi thôi, không biết đi đâu. Ai? Tao có bầu. Túi xà mà vặt. Cô hôm qua đi bán bầu. Mình đi đâu mình lại. Một quả bầu ăn. Một quả bầu ăn cho mắt. Nhưng mà quả bầu. Thế là một kẻ mối hút bao thôi. Trời. Điện mà anh biết như thế. Các anh đéo biết cả cuộc gọi nhỡ. Ai? Ông Nho à? Ông đi bán cầu á? Quả mang bán thì không có dàn bầu đấy thì phải con gái. Chứ còn xúc xô. Thôi không cần đâu, con đổ vô kia đó mình xúc vô. Nhưng mà anh cho nhanh mình ăn. Con đổ hết cơ mà. Đổ nó sẽ hết cột, chưa ghép được. Rồi lắp gì rồi chưa ghép, rồi đổ hết cột. Nó bảo là đổ hết, thả như dây gì đấy chưa. Không kịp đâu, mà con của anh không có kịp đâu. Mày biết cơm trang nó làm cái lúc xong mà. Kìa kìa, đang ngồi ở góc kìa. Tí ăn xong rồi bảo nó đau bụng, nó về nó ngủ rồi. Đấy. Đứng ở đây xách nên ở đâu. Về nó ngủ mất bây giờ. Đang muốn về ngủ rồi cái này phải không? Ngủ quen đi cầu đất đi. Ngủ về lên tận cầu đất rồi phải không? 100% đấy, ngủ đi đâu. Vợ chồng thì nó chỉ chết rồi ngủ. Về sau điện lại thì vợ chồng đi cầu đất rồi. Chồng mình ngủ với con về lên chú rồi. Con nào có điện không nghe máy là y rằng quen. Quản lên nó sướng nhỉ. Bắt xe buýt vào về. Xe buýt đéo còn nữa rồi. Còn cả đêm nữa cơ nhỉ. Con chó này của nhà ông Hòa chứ phải không? Chó nhà tao đấy, hôm nay nó sống ra đâu. À, thằng nào? Chó nó quá, gầy quá, chó này đéo chân được. Vẫn béo lắm. Mấy ông nọ nó đẹp quá.